Chào bạn Bin. Hello. Bạn Bin nay con đi đâu ạ? Các bạn ơi, nay bạn Bin đi học nha. Đây ngoài sao bạn Bin có một cái cặp bòi nè. Đây, cái cặp táp hình con mèo Doraemon đẹp không? Rồi, hôm nay bạn Bin sẽ lấy cặp bòi này đi săn trứng nha các bạn. Với săn kẹo sô-cô-la nha. Đi thôi. Wow, các bạn ơi, bên đây quá trời kẹo luôn nè. Wow, kẹo gì vậy bạn Bin? Cho các bạn xem nhé. Đây các bạn ơi, một cục kẹo sô-cô-la 50 đồng. Wow, bự khổng lồ luôn nha. Trời ơi, bạn Bin nằm luôn rồi. Té luôn rồi hả? Rồi, bây giờ gỡ cặp bòi ra bỏ kẹo vô nha. Đau quá rồi hả? Rồi, lượm kẹo anh bỏ vô đây nha. Quá trời luôn hả? Quá trời nè. Trời ơi, quá trời kẹo luôn các bạn ơi. Rồi còn hai cục nữa. Rồi mình bỏ vô cặp đi bạn Bin. Đây mình bỏ vô đây nè. Đây ngoài cặp này có cái đồ để nè. Cầm đi. Ê, đây phải hành cầm cho. Rồi bây giờ mình bỏ vô cặp cho bạn Bin các bạn. Không bỏ vô cặp hả? Rồi mình bỏ vô cặp đây nha. Wow, các bạn ơi, bạn Bin thấy cái gì rồi các bạn ơi? Ê, cái gì vậy? Trời ơi, các bạn ơi, bạn Bin thấy nguyên một vườn chim luôn. Con chim này chim gì vậy bạn Bin? Trời, các bạn ơi, một chú chim chích chè nghe, màu hồng nè. Chim này màu xanh, đẹp quá. Wow, chim này màu tím nè, màu tím với màu cam với màu xanh nước biển luôn. Wow, quá trời chim luôn nè các bạn ơi. Rồi, mình đi kiếm cái còn gì nữa không bạn Bin? Từ từ nghe, xe nghe. Wow, các bạn, bạn Bin thấy gì nữa nè? Cái gì trong đó vậy? Trời, các bạn ơi, cái gì mà màu cam nằm trên cây kìa. Wow, một cái trứng em bé búp bê. Wow, đẹp quá. Đây, để bác hình cầm cho. Ôi, cái gì bên đây bạn Bin ơi? Ôi, cái gì hả? Cái gì nè? Bạn Bin, trời các bạn ơi, một chiếc xe bích ba mà nó bị ngược rồi, lụm cho bạn Bin ơi. Lẹ lên chứ để hồi con rắn nó bắt cái chiếc xe này luôn á. Lụm lẹ vô nè. Đó, chiếc xe này đẹp ghê không? Bây giờ mình bỏ vô bịch lẹ đi bạn Bin rồi mình đem về nha. Cô ôm chiếc xe hả? Rồi vậy mình đi lụm tiếp nha. Đây các bạn ơi, wow, một em bé bê màu hồng ở đây nữa nè. Một thêm một kẹo sô-cô-la nữa. Con cầm kẹo sô-cô-la hả? Rồi bây giờ mình gỡ cái bò ra bỏ trứng vô nha. Bỏ trứng đâu? Cái gì vậy? Ôi, chạy quá, lẹ lên. Ôi, bạn Bin thấy gì nữa các bạn ơi? Ôi, chạy quá. Trời ơi, một em bé búp bê trong cái trứng nữa nè. Với dưa nữa, dưa sô-cô-la hả? Dưa hấu, đúng rồi, dưa hấu sô-cô-la đó. Con cầm dưa luôn không? Rồi, đây, để bác Hành cầm phụ nha. Nó rớt vô đó luôn rồi hả? Đâu, để bác Hành coi thử. Trời, các bạn ơi, bạn Bin, mình bỏ vô đây luôn đi, hồi giờ mình gỡ ra. Đây cái xe này nó có cái lỗ trên đây nè các bạn ơi, mình bỏ vô hồi mình dỡ ra nghe. Rồi bỏ vô tiếp đi bạn Bin ơi. Rồi làm em bé búp bê gì luôn. Đây em bé búp bê trong cái trứng nè, đẹp ghê chưa. Rồi mình đi về nghe, mình đi về mình gỡ ra bạn Bin ơi. Đi thôi. Đây các bạn ơi, bây giờ bạn Bin sẽ lấy kẹo sô cô la nghe. Đây kẹo sô cô la khổng lồ quá trời luôn nè. Đây quy vực đóng kẹo luôn. Rồi mình để lên đây nghe. Ơi, bạn Bin gỡ cục kẹo sô-cô-la ăn thử nha các bạn. Đây cục kẹo sô-cô-la 50 đồng. Đây kẹo này bự quá trời bự luôn. Ngon bạn Bin, ngon không? Ngon quá hả? Rồi đây nè các bạn, hôm nay bạn Bin nhặt được quá trời đồ chơi luôn nha. Đây là một chiếc xe Big 3 nè. Rồi bạn Bin mở xe ra đi bạn Bin ơi. Mở xe ăn nè. Còn đang ăn cái đó hả? Rồi đây một bạn búp bê màu hồng nha. Thêm một bạn búp bê màu tím nữa nè. Rồi một bạn búp bê màu đỏ. Đây một bạn búp bê màu hồng luôn. Mình có hai màu hồng, màu hồng lợt với màu đậu hồng đậm. Hồng chim. Và bốn bạn chim. Đây hai bạn chim nè. Đây thêm hai bạn nữa. Đây bạn chim này có hình màu xanh nước biển nha. Chim này là màu hồng. Đây là chim xanh lá cây. Rồi đây nè các bạn ơi, đây bạn Bin. Bạn Bin đi lượm quá trời đồ chơi luôn nha. Bây giờ bạn Bin sẽ mở chiếc xe Big Ba này ra chúng ta xem nha. Các bạn ơi, bạn Bin ngủ luôn rồi. Cú cú. Rồi bây giờ bạn Bin sẽ mở chiếc xe màu xanh nước biển này ra nha các bạn.
Trời ơi, mở ra không biết đây. Wow, đây các bạn ơi, một chiếc xe. Xe buýt đẹp quá. Buýt 3 chứ. Xe buýt 3 tay ga đó. Wow, nó mạnh ra, nó mạnh ra. Đây, nó mạnh ra. Rồi, đây nè các bạn ơi. Đây, chiếc xe buýt 3 nha. À, bạn biết ăn kẹo, con ăn kẹo dấu hút hả? Không, con ăn ít kẹo thôi nghe chưa. Không có được ăn nhiều kẹo. Đây nè, chiếc xe buýt 3 nè. Rồi, mình dựng đứng lên nha. Còn bây giờ băng pin sẽ mở mấy cái trứng búp bê ra nha các bạn. Rồi băng pin ơi, bây giờ mình mở trứng màu hồng đi băng pin. Con mở nhà đi búp bê luôn hả? Rồi mình bây giờ mình sẽ mở cái trứng màu hồng ra mình xem mẹ búp bê. Wow, các bạn ơi, một búp bê bé màu hồng dễ thương quá. Rồi bây giờ là đâu đưa cho các bạn xem với băng pin. À, búp bê này là búp bê móc khóa nè các bạn. Dễ thương không băng pin? Dễ thương lắm hả? Rồi bây giờ băng pin sẽ mở búp bê màu tím ra nha. Kẹo sô cô la hả? Rồi mình sẽ mở được kẹo sô cô la ra. Ôi cái chừng rớt nha. Rồi rớt rồi, trời rớt. Rớt hai cục luôn các bạn ơi. Wow, cục kẹo sô cô la màu xanh ngon bằng pin. Ngon quá hả? Rồi đây nè các bạn ơi, đây là bạn búp bê màu tím nha. Bây giờ mình mở ra thử. Đây. Wow. Wow, búp bê màu tím này đẹp không bạn pin? Trời ơi. Đây nè các bạn, búp bê màu tím này mặc áo len với cái váy màu caro nghe. À, một búp bê màu đỏ nữa các bạn ơi. Bông tai. Hả? Đỏ. Ừ đúng rồi, màu đỏ đâu đưa cho các bạn xem với. Đây các bạn ơi, một búp bê màu đỏ áo len cái váy sọc caro màu đỏ nha. Wow. Đây các bạn, một búp bê màu hồng dễ thương lắm nè. Nè, búp bê này có cái váy đẹp quá. Wow, váy màu hồng đó, có bông nữa. Đây cho các bạn xem với bằng pin. Nè, đây nè các bạn ơi. Đây là búp bê. Wow, búp bê em bé nè, áo len có cái váy màu hồng, có bông nữa. Rồi mình ship vô đây nha. Trời ơi, bằng pin ăn kẹo nữa. À, kẹo sô-cô-la hả? Rồi đây mình được mấy cục kẹo dưa nè các bạn. Kẹo dưa hấu á. Còn đây là kẹo sô-cô-la bự nè. Rồi bây giờ mình đóng mấy cái trứng lại nha. À, đây là bộ đồ chơi mà hôm nay bạn pin lượm nha. Đây, hai chú chim bay. Chim bay. Chim kêu sao bạn pin? Chim kêu chip chip chip. Đúng rồi. Còn đây là mấy bạn búp bê nè. Đây búp bê em bé dễ thương ghê không? Đây là búp bê mặc áo màu đỏ. Đây là búp bê mặc áo màu tím. Còn đây là búp bê mặc áo màu hồng. Và yeah, đây nguyên một kẹo ha. Kẹo sô cô la khổng lồ. Nhắn à, bằng pin làm sức bằng chim rồi. Rồi đây bắt hành ngắn cho các bạn ơi, như vậy là video đến đây là hết rồi nha các bạn. Con chào tạm biệt các bạn đây bằng pin. Mình học tên nha, con cá sấu nè. Rồi con bò cạp. Đây có con chim cú nữa nè các bạn ơi. Đó chim cú đó. Đây đây là bò cạp nè, bò cạp đen quá trời luôn. Nguyên dòng họ bò cạp đen luôn nè. Đó. Rồi đây là con thằng lằn bỏ riêng ra đây nha. Đây. Wow. Mình có 1 2 3 4 5 con bò cạp đen luôn. Rồi đây một con thằng lằn, con tắc kè đó. Không phải thằng lằn đâu, con tắc kè. Đây con cá sấu anh. Đây cá sấu cha, đây cá sấu cha bự hơn. Đây một con nhện nha, con nhện nè. Rồi một con rầy, một chú ếch con. Đây thêm một con rầy nữa. Wow, cá sấu con quá trời luôn các bạn ơi. Mình quá trời thằng lằn luôn. Rồi miếng chim này bỏ qua một bên nha. Đây mình có 3 con chim. Đây một con vịt trời. Đây một con cò nữa nè các bạn. Cò thấy không? Rồi thằng lằn mình ship lại nha. Quá trời cá sấu luôn. Đây thằng lằn bỏ này. À mình có một con rít nữa nè. Đây con cá sấu nữa. Wow, thằng lằn gì mà quá trời luôn vậy băng pin? Thằng lằn đâu quá trời luôn hả? Một con cào cào trời nè các bạn ơi. Ủa một chú thằng lằn màu hồng đẹp nha.
ba con chim bên đây nữa, rồi bỏ bên đây luôn. Rồi một con rầy, rầy để bên đây. Rồi ship thằng lằn chung nha. Đây một chú thằn lằn màu đỏ nữa. Wow, thằn lằn màu vàng luôn, màu vàng với màu kem. Rồi tìm một con vịt nữa nè, đây vịt trời luôn. Rồi rắn con, rắn con bỏ bên đây nha. À có hai chú ếch luôn này các bạn ơi. Wow, đây cá sấu mình để xuống đây. Ôi nguyên một bộ sưu tập con vật và côn trùng nha. Rồi có thêm hai cái đồ đấm bóc nữa nè, này quá trời đồ chơi luôn. Rồi bạn Bim, bạn Bim giờ đi bắn súng không hả? Nãy con bắn súng không hả? Ây hay quá ta ơi. Rồi bạn Bim ơi, lại đây mình bỏ lên tay nè bạn Bim ơi. Rồi đây nè các bạn ơi, nguyên một bộ sưu tập côn trùng và con vật của bạn Bim nha. Rồi như vậy video đến đây là hết rồi nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn, thì bạn Bim. Rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn nha.